Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái mẫu hoa hồng xoắn giấy như thế này. Đây là mấy ba bông hoa mà mình đã làm sẵn. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Ok. Cái mẫu hoa này thì các bạn có thể dùng để cắm vào lọ hoặc bó thành cành. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bông hoa mà để bó thành một bó hoa. Để làm được hoa như thế này thì chúng ta cần nguyên liệu như sau. Đó là kẽm cành này, băng keo sáp này, keo sữa này, kéo, giấy nhún làm hoa và giấy nhún để làm lá. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình một tờ giấy nhún như thế này, có kích thước là khoảng 7, cái chiều rộng này thì tầm 7-8 cm, còn cái chiều dài này thì khoảng là 70-80 cm thì được nhá. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái phần xoắn giấy. Các bạn để ý này, các bạn gập chéo tờ giấy như thế này. Sau đó thì các bạn gập một hình vuông, hình tam giác vuông như thế này. Rồi hai tay này các bạn giữ ở phần vuông góc với cái cạnh dài, cái cạnh dài nhất của hình của tam giác vuông này. Đó, rồi các bạn dùng tay xoắn nhẹ nó lên. Tiếp theo thì các bạn sẽ làm cái lớp xoắn thứ hai này. Các bạn dùng tay đặt như thế này. Tay còn lại, ngón tay cái này thì các bạn đặt một cái đường nó hạ một cái cạnh vuông góc từ đỉnh này xuống dưới cái cạnh đối diện của cái đỉnh này. Đây thì các bạn đặt vuông góc như thế này. Sau đó dùng ngón tay lại tiếp tục tạo một hình tam giác vuông góc với cái cạnh bên trên này. Rồi dùng tay đẩy ra. Đó. Cứ tiếp tục như vậy thì các bạn sẽ làm được hết cái chiều dài của cái hình của cái tờ giấy nhún này. Các bạn nhớ giữ chặt tay, đều tay để cho cái lớp xoắn này nó được chặt nhá. Không tí nữa mình cuốn thành hoa thì nó sẽ bị bung ra. Các bạn nhớ là để cái này nó vuông góc với cái lớp giấy bên trên nhé, không thì đến lúc mà mình sẽ không cuốn được tiếp đâu. Đó. Cứ thế thì các bạn cuốn hết chiều dài của giấy nhún này. Mình sẽ làm chậm này. Rồi đến lớp cuối cùng thì các bạn gập nhẹ tờ giấy này vào để làm sao cho giấu được cái phần thừa đi. Ok. Đó thì sau khi mà các bạn cuốn xong như thế này thì các bạn đã có được một dải giấy như thế này. Đây chúng ta cuốn cái này vào kẽm cành thôi. Các bạn dùng keo sữa nhé. Dùng keo sữa ở đầu cái hình kẽm cành này, sau đó thì các bạn đặt vào cái lớp giấy mình gập đầu tiên ấy. Đó. Sau đó thì các bạn dùng tay này cuộn nó lại thành cái bên hoa. Ở phần cuộn đầu tiên này thì các bạn nhớ là cuộn cho nó
cuộn cho nó nhỏ và nó sát với nhau như này để tạo được cái nhị hoa nhá. Rồi giờ các bạn cuộn những cái lớp tiếp theo cho đến hết. Bạn nào mà cẩn thận thì có thể phết keo sữa ở đây, nhưng mà mình thì lười lắm nên là mình cuộn luôn. Các bạn nhớ là cuộn sao cho các lớp cảnh nó bằng nhau nhé. Đừng có cuộn theo cái kiểu hình xoắn ốc như thế này thì rất là khó nhìn hoa, nó rất là xấu. Lúc mà các bạn cuộn ấy, các bạn chú ý là ở cái phần này nó đã có cái phần hơi cong cong đi một chút như thế này này. Phần nhún hoa thì các bạn dùng tay nhún ở bên dưới để sao cho cái cánh nó không bị xô. Các bạn nhún nhẹ đi nhá. Nhún nó lại. Okay. Các bạn cứ cuốn đi, sau đó thì đến khi nào mà gần hoàn thiện thì chúng ta sẽ chỉnh được. Chúng ta đã cuốn gần xong rồi, bây giờ chúng ta dùng tay để chỉnh nhá. Các bạn nhớ là không nên để cho cánh hoa nó xòe ra như thế này, để nhìn nó sẽ bị lộ phần giấy mình gập bên trong này, nó rất là xấu. Các bạn cho cánh hoa nó cục cục vào một chút đó, rồi các bạn chỉnh cho các mặt, cho các đường này nó sẽ bằng nhau chứ không bị tụt xuống dưới. Ok. Sau đó thì các bạn có thể dùng keo nến và chỉ buộc lại, cố định hết phần cánh hoa này nào. Chúng ta đã cuốn xong cái phần cánh hoa, nhìn nó ra bông hoa hồng rồi ạ. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ làm phần đài hoa. Thì các bạn chuẩn bị cho mình một tờ giấy màu xanh có kích thước khoảng 8 nhân với 9, chiều rộng là 8 và chiều dài là 9. Các bạn gập 3 còn lại như thế này, rồi cắt tạo hình đài hoa. Cái phần đài hoa thì các bạn chú ý là nếu như các bạn bó thành bó thì nên để cái phần này nó dài ra một chút, thì đến lúc mà bó thành bó thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Vậy thì các bạn gập 3 tờ giấy lại, sau đó thì cắt khoảng 2/3 cái chiều dài của cái mảnh giấy này, tạo hình đài hoa. Sau đó thì các bạn bỏ ra như thế này, rồi các bạn dùng tay xoắn nhẹ cái đầu. Đó. Tiếp là dùng tay để giãn nhẹ cái bụng của phần đài hoa ra như thế này. Đó. Rất dễ đúng không ạ? Sau đó thì các bạn hướng vào phần cánh hoa. Đây thì hơi bị dài một chút thì các bạn cắt bớt đi cũng được. Đó. Đây. Như thế này. Thì các bạn dùng keo sữa để dán lên. Không biết
biết là cái phần các bạn dùng keo sữa hoặc là keo nến cũng được nhá. Keo sữa thì các bạn phải chờ nó khô. Đây, các bạn. Đẩy nó lên như thế này. Sau giữ tay này thì giữ cái phần này, rồi tay này thì dùng để xoắn lại. Như vậy là chúng ta đã gần hoàn thiện được cái bông hoa. Đó, như thế này. Sau khi các bạn gắn này hoa thì hoa sẽ được hình dạng như thế này. Bạn đợi nó keo nó khô. Cuối cùng thì các bạn dùng băng keo sáp để che cái phần thừa của phần đài hoa này đi nhá. Mình đã hoàn thành được cái bông hoa hồng xoắn giấy rất là đơn giản. Các bạn chịu khó một chút thì sẽ làm được những bó hoa rất là đẹp. Ở đây mình hướng dẫn các bạn dùng hoa để bó thành bó ấy, thì mình không làm lá. Còn bạn nào mà để cắm ấy, thì các bạn có thể làm thêm lá hoa hồng ở đây, hoặc là dùng lá bằng nhựa cũng được, vì đỡ mất thời gian mình làm ấy. Đây là bông hoa hồng mẫu xoắn giấy mà mình đã hướng dẫn các bạn làm xong. Chúc các bạn làm được nhiều làm hoa thành công nha. Các bạn làm được nhiều thì các bạn có thể làm được những bó như thế này. Ở đây thì mình mới làm bó tạm thời như thế này thôi. Đó. Dùng để làm quà tặng hoặc là để cắm trang trí trong phòng rất là đẹp. Và chúc các bạn thành công nha.